Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một căn nhà phố hướng chính nam với diện tích ngang 4,5m, độ sâu 20m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà thiết kế rất là đẹp, nhưng đầy đủ công năng nha mọi người. Thiết kế có gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ chính, một phòng sông hơi, một phòng karaoke, một phòng thư giãn và cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này, một căn nhà thiết kế hiện đại và tọa lạc trên vị trí hẻm rất là đẹp, và khu này toàn biệt thự phố thôi nha mọi người. Căn nhà phố hiện đại được gia chủ xây mới 100%, thiết kế chuẩn đẹp, nội thất cao cấp tận kèm, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Và căn nhà này nằm trong một khu an ninh biệt thự ở sát nhà mình, đối diện là hai căn biệt thự nhé. Khu này thì hẻm một sẹc và cách đường lớn chỉ khoảng tầm 20m thôi, hẻm tới nhà trước nhà tới 6m, hai xe hơi xe tải tránh nhau thoải mái luôn, hẻm cụt nha mọi người. Và căn nhà mình thì có hướng chính nam, và trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà cho mọi người xem một nữa này. Căn nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, không gian xanh mát, đầy đủ nội thất bên trong tặng kèm cho quý vị khi mua. Căn nhà mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, và quý vị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Nhà thiết kế với hai lớp cửa cổng, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm. Bên trong đây thì quý vị sẽ có khu vực gara đậu xe hơi này, gara đậu xe hơi và xe máy, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực nền gara xe hơi được ốp gạch 60m2, hai bên tường ốp gạch tên cao phun trần, phía trên có đèn trần và đèn phẳng, chiếu sáng rất là lung linh. Bên trong khu vực gara xe hơi và xe máy thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng khách với sofa tặng kèm. Và căn nhà này thì được gia chủ xây mới 100%, ngang 4,5m, độ dài 20m, xây phun đất luôn nha quý vị. Nên là không gian thiết kế bên trong sẽ rất là đẹp và căn nhà mình sẽ cực kỳ dài. Không cần xây lửng, nhà mình vẫn đầy đủ công năng và thiết kế bố trí rất là đẹp và tuyệt vời. Khu vực cầu thang ở dưới nhà thì với mặt đá hoa cương màu trắng kết hợp với đèn led và tay vịn của căn viện làm bằng sắt. Dưới cầu thang là vệ sinh dưới tầng trệt và phía sau là không gian bếp. Không gian bếp phía sau thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế, có quầy bar, có những bức tường được ốp gỗ trang trí, phía trên thì có quạt gió, đèn trần, đèn led, tủ lạnh hai cánh Kepo, tủ bếp trên dưới, lò nướng, lò khí sóng, bếp âm và bồn rửa chén bát. Phía sau căn nhà thì quý vị sẽ có giếng trời sân sau, và sân sau này nó nằm khoảng tầm 2m nha quý vị, sẽ được trồng cây xanh và để giếng trời rất là thoáng mát. Nhà mình thiết kế gần giống như hai mặt tiền trước sau. Tất cả không gian phía sau căn nhà sẽ được chỗ cửa sổ và thoáng mát. Chúng ta sẽ nhìn lên khu vực phía sau này. Với những căn nhà mà sử dụng sân sau 2m như thế này thì tất cả khu vực phía sau sẽ được chỗ cửa sổ nha mọi người. Và giá bán căn nhà này đang được bên Hùng chào bán là 12.400.000 đồng, còn thương lượng thêm. Quý vị quan tâm đến căn nhà ngang 4,5m, độ sâu 20m, xây full này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Nhà này thì quý vị sẽ được tặng kèm full nội thất đầy đủ khi mua, xây mới hoàn toàn, sổ hồng hoàn công năm 2022. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, quý vị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Đây là Huy Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài khu vực phòng khách và gara xe hơi. Một trệt và ba lầu, quý vị sẽ có khu vực gara xe hơi, phòng khách, cổng phòng bếp, sân sau. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với lan can làm bằng sắt. Và di chuyển trên lầu 1, quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ nhé. Lầu 1 thì quý vị sẽ có hai phòng ngủ và một phòng sông hơi. Ở đây thì quý vị sẽ có phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, sàn gạch 60m2 màu trắng, kết hợp với tủ kệ để đồ, tủ kệ trang trí, tủ áo thì đặt ngay đối diện với phòng vệ sinh. Có lavabo rửa mặt bên ngoài, phía sau thì có cửa sổ ra khu vực sân sau. Có đầy đủ nội thất, bên trong thì có khu vực cầu và khu vực bồn tắm vách ngăn inox kết hợp với vòi tắm hoa sen. Và đây là không gian phòng ngủ đầu tiên. Căn nhà này thì vào bên trong rất là mát nha quý vị. Do diện tích căn nhà rất là lớn, ngang 4,5m, độ dài lên tới 20m, vuông vức, sổ hồng công nhận đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên là quý vị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Không gian bên đây thì quý vị sẽ có phòng sông hơi ở dưới nhà này. Ở đây thì quý vị sẽ có hệ thống sông hơi khô và sông hơi ướt, đá nóng, kết hợp với bồn tắm nằm thư giãn và khu vực lavabo rửa mặt bên ngoài. Khu vực không gian phòng tắm sông hơi này thì cũng được tặng kèm máy lạnh riêng. Mỗi phòng thì đều có một máy lạnh riêng. Và ngoài đây quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì có hệ thống tủ áo rộng kết hợp với tủ kệ tivi. Tủ này thì được làm bằng tủ gỗ ăn cường và được đặt sẵn nha quý vị. Đặt đóng sẵn, quý vị sẽ gia chủ chỉ mang đến đây lắp ráp thôi. Ngoài đây thì quý vị sẽ có tủ kệ đọc sách và bàn trang điểm kết hợp với cửa sổ ra mặt tiền chính, cửa suốt 4m mặt 4,5m mặt tiền căn nhà luôn. Và do nhà mình 4,5m nên là quý vị thấy này,
Cách bố trí không gian cũng như là không gian được bố trí rất là rộng và thoáng mát, có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, có cả ghế thư giãn, ghế tình yêu và không gian bồn tắm nam cực kỳ tuyệt vời. Bên trong phòng ngủ số 2 của căn nhà phố ngang 4m5, độ sâu 20m, vuông vức, xây phun đất, một không gian thiết kế rất tuyệt vời. Và tiếp tục theo chân anh Hùng, quý vị sẽ lên lầu 2 tham quan không gian phòng ngủ số 3, số 4 cũng như là các phòng bên trên của căn nhà nhé. Trên đây thì quý vị sẽ có không gian của phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị. Chúng ta sẽ ra không gian phòng phía trước. Ở đây thì quý vị sẽ có một phòng karaoke này. Phòng karaoke thì sẽ nằm ở dưới nhà nhé, bao gồm màn hình TV 65 inch, dàn karaoke âm thanh kết hợp với sofa, máy lạnh. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì quý vị sẽ có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm. Phía trước là hệ thống cửa lùa, cửa nhôm, cây xanh và dàn lam bên ngoài được làm rất là kỹ. Ở bên ngoài không gian phòng ngủ số 3, đây là hệ thống dàn lam chống trộm này và làm rất là đẹp, một căn nhà rất là mát. Với hướng nhà là hướng chính nam đang phù hợp cho đại đình mình, thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị quan tâm đến căn nhà ngang 4m5, độ dài 20m, tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, gần sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây này, thì hãy gọi cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% nha. Và đây là không gian phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có đầy đủ nội thất tặng kèm, có giường ngủ 2m2 này, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, và bên trong đây là khu vực lavabo rửa mặt bên ngoài ngay cửa sổ, kết hợp với tủ áo rộng được đóng phun trần. Và bên trong đây sẽ là khu vực cầu và khu vực tắm đứng kết hợp với vòi tắm hoa sen. Và căn nhà rất đẹp này thì đang chào bán với giá chỉ 12 tỷ 400 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm đến căn này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Nhà đất Huy Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Tân Bình, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Tân Bình và quận 12. Quý vị quan tâm thì nhớ bấm chuông, nhấn like và đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video mới nhất nhé. Và trên cùng thì quý vị sẽ cùng em đến với khu vực sân thượng sau, khu vực không gian phơi đồ, giặt đồ, và khu vực sân thượng trước. Khu vực sân thượng sau được rào chắn lợp mái bên trên, có trồng nhiều cây xanh, có ốp gạch lên cao phun tường, có một bếp trên này và có cả lavabo rửa mặt luôn. Quý vị có thể làm dàn bếp ở đây và chúng ta tổ chức những bữa tiệc ngoài trời nhé, có khu vực cấp và thoát nước máy giặt. Và ngoài cùng này thì quý vị sẽ đến với khu vực của sân thượng phía trước và phòng thờ. Ở đây thì gia chủ có làm sàn ô khu vực không gian phòng thờ cho quý vị này, thì quý vị sẽ dựng vách ngăn nên là làm phòng thờ thôi, có sẵn bộ ghế ở đây rồi. Và ngoài đây quý vị sẽ đến với khu vực sân thượng phía trước. Khu vực này thì quý vị có thể để những bộ bàn, làm những bữa tiệc ngoài trời cho thành viên trong căn nhà mình. Và diện tích là ngang 4m5, độ sâu 20m, xây phun đất, thiết kế một trệt, 2 lầu và 3 lầu, với giá bán là 12 tỷ 400 triệu đồng, hướng chính nam, sát bên công viên Làng Hoa, cách sân bay Tân Nhất chỉ khoảng tầm 10 phút và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Quý vị quan tâm đến căn siêu phẩm nhà phố đẹp tuyệt vời, thoáng mát và cao cấp này, hãy gọi cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà mà đối diện nhà mình là một căn biệt thự cổ này, và kế bên nhà mình là một căn biệt thự mới rất là hiện đại. Căn này có ca sĩ nha quý vị. Đây, con đường đây rất là sạch và an ninh. Rồi, Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.